Chào các bác, lại là em đây. Trời thì đang rất là mưa nhưng hôm nay em vẫn ở rừng các bạn. Em ở núi đá, nhưng em ở núi đá là không phải để hái thuốc đâu các bạn. Đấy, hôm nay em ở núi đá này để bắt một con đặc sản. Chỉ có sau cơn mưa nó mới có thôi. Và nó thì hay xuất hiện ở núi đá. Đồi thì nó ở khe suối các bạn. Đây. Bởi vì trời mưa ấy, em ngồi chỗ này em không di chuyển được nhiều. Bởi vì nó là trời mưa mà các bạn. Mưa thì khi mà cái điện thoại của mình mà không che được mưa, nó rớt xuống thì nó sẽ trở về ngay. Mình đang quay như này nó sẽ trở về ngay. Vậy nên là em chỉ có ngồi ở đây em quay cho các bạn thôi. Đây các bạn. Đây. Một bạn này, hai bạn này. Các bạn nhận ra cái gì chưa ạ? Đây, em đang đi nhặt con ốc núi nhá các bạn. Đây, ốc núi thì nó có ở núi đá và núi ở những khe suối. Đồi mà có khe suối thì nó sẽ có. Ốc núi thì có rất là nhiều loại. Ốc rừng ấy, các bạn, ốc núi các bạn cứ hiểu nôm na là ốc rừng đi. Thì nó có khá nhiều loại. Nhưng mà loại mà thông dụng nhất, mà loại mà nhiều người ăn nhất thì là nó sẽ là loại như cái con ốc bình thường mình ở ruộng này có vẩy này, được chưa ạ? Cái loại có vẩy này thì có 2-3 loại, một loại to hơn này, một loại bé hơn này và một loại đây. Đây là hai loại khác nhau hoàn toàn đây này các bạn. Nhưng mình đều ăn được hết đây này. Thì con này ăn được. Đấy, đây. Đấy, có. Ốc này thì sẽ có cái loại này thì sẽ ăn được thì và có một loại nữa mình cũng ăn được. Đâu nhỉ, em hôm nay em cũng bắt được. Đây. Một loại như thế này mình cũng ăn được. Nó không có vẩy nhưng mình vẫn ăn được. Đây. Đấy, tuy nhiên là cái con này thì nó không, nhìn nó thì nó không có cảm tình bằng mấy con có vẩy đâu, đúng chưa ạ? Thì thường thường nó có vẩy như này thì nhìn nó sẽ có cảm tình hơn. Còn có một loại nữa to đùng, nhưng mà loại to đùng này hầu như là ở trên núi đá thì không có các bạn, ở núi đồi thì nó mới có. Ở đồi thì nó có quả có loại to đùng ấy. Con nó to đùng luôn. Nhưng mà nó cũng có vẩy nhá các bạn. Phải lấy con có vẩy này. Thì con ốc núi này nó chỉ xuất hiện vào là mùa mưa thôi các bạn. Sau con mưa đây. Em đang giúp ở trong những khe núi này, ở trong núi đá nhé, ở trong rừng nhé. Thì mưa, em mặc áo mưa. Đấy, mặc áo mưa để em đi xem. Buổi như này thì nó sẽ lên. Sau cơn mưa ấy. Sau cơn mưa thì mưa nó tạnh tạnh, nó không mưa. Mà mùa bây giờ mưa nó cũng ngớt rồi nhưng nó vẫn có hạt mưa rơi. Thì mình sẽ vào rừng để tìm xem, nó sẽ mò lên. Nó đi kiếm thức ăn. Và mình sẽ bắt lấy nó. Đó ạ. Ở chỗ em thì nó không có nhiều đâu. Có rất là nhiều núi đá nhưng nó không nhiều. Và đi tìm được nó thì cũng lâu lâu mới đi tìm được thôi. Mưa này thì mới đi tìm được một bữa thôi. Còn ở chỗ các bạn thì em không biết là có nhiều hay không. Nhưng ở chỗ các bạn nếu mà có suối, có khe suối mà có đá nữa ấy, cái suối to này, nó có đá nữa thì nó sẽ có nhiều con ốc này hơn. Bởi vì các bạn biết đấy, con ốc này thì nó cũng cần sinh sôi mà. Nó có cần, nếu mà khô hạn quá thì nó sẽ chết, được chưa ạ? Khô hạn quá thì nó không phát triển nữa đâu mà nó chết đi. Có rất là nhiều vỏ ốc và con khác ăn nó rất là nhiều. Bắt buộc nó phải có ẩm ướt thì nó mới sống được. Nên là ở trong núi đá này thì nó khá ít. Đợi khi nào mưa thì nó mới bắt đầu lên. Nó cũng không có nhiều đâu. Bởi vì mưa cho nên em phải đi em phải cúi người qua cái điện thoại ấy. Không thì mưa nó rơi xuống thì em lại không quay được cho các bạn, nó lại trở về. Một giọt hạt mưa nó rơi xuống thân cây các bạn. Vào đây thì có khá nhiều thuốc các bạn ạ, nhưng em không lấy thuốc đâu, bởi vì là mưa thế này thì không lấy thuốc đâu. Trời mưa thế này thì chỉ đi tìm ốc núi thôi, không hái thuốc nữa. Khá khó khăn, nó bị mốc rồi. Thực ra thì các bác ở miền xuôi thì các bác sẽ không biết ốc núi đâu, nhưng mà các bác sẽ ăn được khi người ta mua ấy các bác. Mùa này thì các bác ra chợ ấy, chỗ người ta bán ốc ấy thì người ta cũng nhập ốc rừng về bán mà. Và đặc biệt là những cái nhà hàng ấy, người ta gọi là đặc sản ấy. Nó có theo mùa thôi, mùa mưa mới có. Đặc sản thì các bác ra mà, các bác mua về mà các bác ăn thử. Cái ốc này thì nó cũng, mình cũng chế biến như là cái ốc của mình thôi. Mang về thì mình sẽ ngâm này. Thấy ạ? Mình sẽ ngâm nước này. À không, mình sẽ ngâm không này, ngâm. Ngâm 1-2 ngày cho nó thải hết những cái phân của nó ra.
thái hết những cái phân của nó ra, sau đó thì mình luộc lấy, tách lấy con của nó ra và mình rửa sạch đi, mổ đi, mổ cái phân của nó đi, rửa sạch đi, được chưa? Rửa sạch đi và mình xào thôi, xào xả ớt, xào đủ mọi cái thế thôi. Bởi con này thì nó khá nhớt, nó khá nhớt, các bạn phải bóp nhiều vào, bóp cái nhớt nó ra nhiều vào. Đấy, đấy là cái cách, để cách mà làm, để mà để mình ăn đấy. Chứ em thì em cũng không biết nấu ăn đâu các bạn ạ. Thực ra bản thân em như thế nhưng mà em không biết nấu ăn đâu. Em thì không hiểu điều thủ lú đâu các bạn. Cho nên là nói về món ăn thì em sẽ không biết đâu. Em cũng không giới thiệu cho các bạn được. Em chỉ giới thiệu được cho các bạn là con này nó thì ăn được thì các bạn mà khéo, các bạn nấu ăn giỏi thì mang về thì các bạn khá biết chế biến rồi. Đấy là em chia sẻ cho các bạn về là cái để ăn nhá. Còn cái mà em, cái tuyệt vời của ở dưới kia có một con nhưng không thể chui xuống lấy được. Dưới khe này, ở dưới kia có một con được, còn ông to nhưng em không lấy được bởi vì không thể mò xuống cái vực này được. Đây là nó, cái hũm. Con ốc này ngoài để ăn ra thì nó là có tác dụng gì? Đây, con ốc này thì ngoài các bạn để làm món ăn ra thì nó là một vị, nó là vị thuốc rất là hay. Đấy, trong cái bài thuốc thứ nhất là bài thuốc chứa trẻ con mà bị rò rái các bạn. Trẻ con mà mình 2-3 tuổi gì đấy mà cứ rái, nó cứ chảy ròng ròng á, nó cứ chảy mà không ấy được lúc nào, không phải buộc cái khăn ấy, thì các bạn đi tìm cái ốc, con ốc núi này, các bạn nướng cả con, hoặc là các bạn cho con các bạn ăn, nướng nó lên, hoặc các bạn cho ăn 4-5 con rồi thì nó không bị nữa, cái rò rái kia tự dưng nó khỏi luôn các bạn nhé, nó không bị đấy. Cái thứ hai nữa là các bạn mà bị khô khớp ấy, bị xương khớp ấy, cái xương khớp mà kêu lục cục lên này, kiểu như khác cảm giác như nó sắp đứt ra rồi ấy. Nó như ở trong người mình như là cục thế này này, thì các bạn đi lấy cái con ốc núi này về, các bạn ăn, nấu ăn cũng được, xào ăn cũng được, làm cái gì ăn được, miễn là con ăn con ốc núi này. Bởi vì con ốc núi này nó có rất là nhiều chất nhợt nhớt nhớt ấy, các bạn chịu khó ăn vào, cái nhớt nó khó nhưng mà nó lại bổ sung cho các bạn nhé. Đấy, cho nên là có khá nhiều tác dụng, cái con ốc núi này khá quý ấy, nó chữa bệnh đấy, không phải là chỉ để ăn đâu. Đây, đây may quá để phân biệt cho các bạn này, con ốc nào có thể ăn được này. Đây là hai bạn ốc em vừa nhặt được đúng không, và đây là một bạn ốc đây này, đây nó cũng là một bạn ốc đây này các bạn. Đây, nó chỉ có một ít này, đây nó một, có một ít vỏ của nó này, đấy này, nhìn chưa, con này mình không ăn nhé các bạn nhé. Con này có một số em đã từng thấy người ta chia sẻ là bắt con này về ăn nhưng con này không ăn, bởi vì con này nó rất là ngứa, con này không ăn được đâu. Mình chỉ ăn con có vẩy thôi, được chưa? Đấy, các bạn chỉ đi nhặt những cái con như của em này về ăn thôi, con có vẩy thôi, cậu đừng ăn cái con không có vẩy như thế, con này là không ăn. Nó có nên thuốc hay không thì em không biết, còn cái thuốc thì con nên thuốc là con hai con mà em giới thiệu ấy, 2-3 loại này này, có nghĩa là chỉ cần con nào có vẩy, nó có cái vẩy của nó kia kìa, đấy thì mình mới ăn được, còn con nào không có thì mình không ăn đâu các bạn. Đây này các bạn, mình qua rồi nhưng mà nhìn kỹ một tí mới thấy nó này. Này các bạn nhìn thấy cái vẩy nó chưa? Đây các bạn, vòng đi vòng lại, quay đi quay lại ở chỗ này vẫn còn thấy đấy này. Đây, ngoài ra nó cũng có một loại nữa này, bà tí này. Đây này các bạn, đó. Đấy, cái loại này này, loại này nữa này. Thực ra con ốc này nó là một dược liệu rất là quý, bởi vì là nó quý ở chỗ là các bạn biết là nó sinh tồn rất là khó khăn đúng không? Đấy, mưa này nó mới bắt đầu nó ấy lên thôi. Không, bắt đầu nó đi ăn những cái dược liệu và là những cái tinh túy của đất trời, các bạn hiểu, nó đúng ăn những tinh túy của đất trời đấy. Đấy, khi mà nó phát triển được nó phát triển được thì nó cũng là khá là cạnh tranh đấy, có rất là nhiều vỏ ốc chết. Đặc biệt là những cái con không có vẩy như con lúc nãy thì nó sẽ chết rất là nhiều, còn những cái con này thì nó, bởi vì nó khi mình động vào nó rụt vào trong ấy thì nó còn có khá nhiều. Đấy, có hai loại này, có đây loại bé này thì các bạn mang về cũng ngâm tương tự, nhưng mà loại bé này các bạn phải đập nó ra, không chọc được đâu, loại bé này nó dai lắm, đập nó ra mới lấy được thịt của nó các bạn nhé. Vậy thôi, chia sẻ với các bạn là một chút về con ốc núi thôi, bởi vì là em vừa đi vừa nhìn này, đây vừa chui rúc này, vừa đi vừa nhìn này, vừa quay này, trời mưa nữa thì nó khó, nó mệt lắm, hoặc là khó nói khó nhìn, nó cũng không có hiệu quả. Chia sẻ với các bạn thế nhá, bạn nào mà ở thành phố ấy thì nên bị xương khớp ấy thì mua cái con ốc núi này về ăn,
một hai lần đi nhá. Có con núi này chỗ khác người ta bán nhiều mà, cân mấy chục nghìn người ta bán nhiều mà. Này còn em thì đây đấy, cả buổi sáng mới được bằng này, còn chưa đủ bữa này các bạn. Cả buổi sáng mới được bằng này thôi. Chào các bạn nhé.